Plan. Và HAT thì cũng đã có dành cho bên phía của Team Flash. Như vậy là sẽ có hai xạ thủ trong đội hình của Team Flash và một trong số đó sẽ nằm trong tay của ADC. Xạ thủ còn lại nó sẽ nằm trong tay của Ellie. Đồng ý, đội hình của bên phía của Team Flash đã có cho mình đó là hai xạ thủ với một vị xạ thủ khu vực đứng đơn trong tay của Ellie chắc chắn rồi. Đó là HAT. Xạ thủ còn lại sẽ được đảm đương bởi ADC, một đội hình có lẽ sẽ cầm cho mình đó là con bài tô lè. Để mà nhận xét thì Huy Vương Bờ ạ, tôi đang cảm thấy rằng bên phía của hai đội tuyển đang có được cho mình những cái sự lựa chọn nó rất khác nhau. Đó là, hay là chính xác hơn là ở trong trận đấu tứ kết, chúng ta nhìn thấy những con bài được đưa ra một cách khá kèo đấu ở đẳng cấp rất cao. Họ sử dụng được rất nhiều con bài và khi đó họ chuyển phẩm cực kỳ nhanh. Chúng ta đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu đầu này. Khó đoán cả về mặt cấm chọn cũng như là cả về mặt thế trận nữa. Liên tục vào những tình huống outplay nhau ngay từ đoạn cấm chọn. Tình huống cầu máu đầu tiên từ Daim là chưa chuẩn xác. Và rất nhiều thành viên phía ICB Gaming họ đang tập trung khu vực đường giữa. Sẽ là tình huống bắn thứ hai đến từ Daim để có thể dọn lính và bắt đầu có những tình huống cả khi ở nhau khu vực đường giữa này. Daim bắn chưa đủ tốt bởi anh ta chưa thể bắn được vào cả ba con lính. Cú bắn đầu tiên lại trượt, nó khiến cho khả năng gọn dọn lính của Lạc Lạc tiếp tục khó khăn bởi Xuân Bách luôn có sự hỗ trợ của Proe. Khi đá Rat, Gấu thì hơi bị thua thiệt so với KA. Đây là một kèo kỹ năng hoàn toàn khi mà Gấu sử dụng cho mình quân bài Yena, trong khi đó thì KA sử dụng cho mình quân bài đó là Florentino. Gấu liệu có khả năng lướt đi, có thể thoát được khỏi những pha phun hoa đến từ KA không? Một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy Proe có mặt ở đây, KA đang tấn công vào người của Gấu. Gấu đang tấn công ngược trở lại, KA bị làm câm lặng, anh ta tốc biến ra, nhưng Proe cũng tốc biến dí theo và chiến công đầu đã có dành cho Team Flash. Tiếp tục bốc lên và Chobit anh ta đang là người bị đánh. Có cả Gấu và Proe ở đây, Chobit đang yếu máu quá và Chobit sẽ là người tiếp theo lên bảng điểm số trong pha này. Đây là kèo đấu của sự di chuyển. Rõ ràng đây là một kèo đấu rất hách não ở trên đường trên và đồng ý với anh Sơn rằng đây là một kèo đấu kỹ năng. KA là người lên 2 cùng thời điểm và khi lên 2 thì Florentino không hề ngại đối phương. Nhưng quan trọng rằng Proe đã ở đó trước đó và Gấu biết điều đó, Gấu rất chủ động để đánh khi mà mọi thứ diễn ra. Topo đã phải bật chiêu cuối trong tình huống vừa rồi, rất nguy hiểm cho Topo. ADC chắc chắn có tín hiệu đó và con rơi tiếp tục sẽ là tình huống ganh tiếp theo. KA tiếp tục là mục tiêu bốc lại, anh ta bị bốc lại bởi đó là Proe văn phòng có thể sẽ nằm xuống đến từ KA và KA nằm thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay ở bàn thứ hai. Chăm sóc rất kỹ càng cho KA nhưng ở khu vực đường dưới này thì nó đang hở ra dành cho Chobit cùng với Daim để họ lấy đi cái trụ một khu vực này. Ellie chưa có quá nhiều sát thương và anh ta đang bắn chủ yếu là vào người của Chobit nữa. Họ sẽ có trụ đầu tiên. Có trụ luôn dành cho bên phía của Flash, à, cho IGP. IGP mặc dù mất rất nhiều ở đường trên nhưng nên nhớ họ có trụ đầu ở thời điểm phút thứ hai. Một lợi thế không hề nhỏ dành cho IGP Gaming. Chưa kể rằng quân bài Omega là một quân bài khả năng đẩy trụ rất tốt nữa. Anh ta câu giờ cũng như là tạo điều kiện giúp cho Daim lấy được cái trụ đó rất nhanh. Mặc dù K phải nằm xuống 2 điểm bảng gục nhưng rõ ràng lợi thế mục tiêu lớn vẫn là mục tiêu được ưu tiên hơn. Đổi ngược lại, Team Flash có được cho mình con rồng đầu tiên, tôi nghĩ rằng không phải là đáng ngại với IGP thời điểm này. Còn về tình huống giao tranh ban đầu, có lẽ là tình huống mà tôi thấy K đã phun hoa trượt. Điều đó tới việc anh ta quá tự tin trước đó khi solo kill với cả đối phương và cuối cùng đã phải trả giá, dẫn tới việc Chobit mất thêm một mạng nữa không được trên. Flash hơi chủ quan trong tình huống mất trụ đầu bởi có lẽ nếu như Xuân Bách hỗ trợ sớm hơn thì đã không mất đi cái trụ đầu một cách oan uổng đến như vậy, bởi họ đang có một lợi thế rất lớn về mặt lượng tiền nhưng lại mất trụ đầu rất sớm. Dù sao đi chăng nữa thì với Phoenix họ sẽ lấy lại được lợi thế khá nhanh thôi, bởi vì Phoenix là một chiếc tướng bào trụ cũng chẳng thua ai cả. Đồng ý, và hiện tại thì ADC vẫn đang rất thầm lặng ở trong khu vực rừng của mình cùng với sự hỗ trợ đến từ cả Gấu nữa. Từ nãy giờ ADC vẫn chưa tham gia vào các tình huống giao tranh, anh ta có cho mình một điểm hạ gục bởi tình huống anh ta có được điểm hạ gục của KA khu vực đường trên. Daim đang rất thoải mái ở khu vực đường dưới với sự hỗ trợ đến từ Chobit nữa. Tại thời điểm này có lẽ mục tiêu của Daim cũng như Chobit là tương đối thành công, họ chỉ cần lấy trụ mà thôi. Đảm bảo lượng tốc đánh đến từ Daim và băng vào tới Gấu. KA bị hỏi thăm lần thứ ba trong vài đấu này, anh ta đang bị bắn bởi ADC nhưng Gấu mới đang là người yếu máu khi anh ta bị trụ bắn quá nhiều. Turtle ở đây và bên phía của ACB họ phòng thủ thành công với trụ đường trên, thậm chí còn lấy được mạng của Gấu nữa. Gấu có một pha tốc biến hơi hụt ở trong tình huống vừa rồi, hình như nó không trúng đam vào người của KA và nó khiến cho Gấu bị hớ và đã phải nằm lại trong tình huống vừa rồi. Một pha tiếp tục là bảo kê cho Gấu và đánh vào KA nhưng không thành công. Lần này thì KA đã có mạng hạ gục và đồng nghĩa với việc KA sẽ dễ thở hơn trong những phút sắp tới. Chobit ở đây đang bị tấn công vào, anh ta đã sử dụng cho mình chiêu cuối rồi và có Gấu ở đây nữa, Chobit anh ta sẽ phải lùi lại mà thôi. Daim anh ta đã giải quyết xong cái trụ khu vực đường dưới và sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Lạc Lạc ở khu vực đường giữa này. Tập trung rất đông các thành viên đã có cho mình cái chiêu cuối đến từ Team Flash nhưng không u được bất cứ một ai cả. Các thành viên của IGP Gaming họ đang cho thấy một sự chủ động về mặt di chuyển, đặc biệt là với cá nhân của Chobit nữa. Tình huống vừa qua là một tình huống mà liên tục các thành viên Team Flash muốn lên khu vực đường trên để đe dọa vào KA, và tình huống dặn tốc biến tụ nguyên trảm đến từ Gấu đúng chính xác là nó không khớp với nhau tí nào cả nên nó không thể hất tung vào KA và tổ chức ganh vào KA ở cái trụ đó là thất bại về Team Flash, dẫn tới việc họ bị đảo ganh và phải trả giá rất nhiều. Thời điểm hiện tại lượng tiền vẫn chỉ được giữ ở mức 1.000 tiền, đồng nghĩa với việc Flash vẫn chưa thể có thêm bất kỳ một lợi thế nào sau những phút đầu tiên.
Và đây là giai đoạn giữa trận. Ở trong giai đoạn này thì Florentino bắt đầu mạnh, Roker cũng đang mạnh và Tulen cũng rất mạnh, đồng nghĩa với việc IGP hoàn toàn có thể đánh sòng phẳng với đối phương. Trong khoảng thời gian sau thì tôi đang thấy hai xạ thủ của bên phía Flash có sức bật tốt hơn so với đối phương, và Flash vẫn hoàn toàn có thể đánh ung dung ở trong giai đoạn này nếu như trong trường hợp họ muốn đánh về giai đoạn cuối trận. Đây là con rồng thứ hai của trận đấu này và nó đang được ăn bởi ADC, nhưng dường như kéo rồng ra hơi xa thì phải. Con rồng cũng đã được giải quyết khi mà Daim có cú viễn chỉnh kích, nó hơi chậm một chút. Khu vực đường giữa này thì Lạc Lạc đang giải quyết lính một cách tương đối đơn giản, còn KA thì thậm chí tự tin đến nỗi anh ta chặn lính ở giữa hai trụ. Tình huống tiếp tục là ra khu vực đường giữa đến từ bên phía của team Flash, nhưng Lạc Lạc có phương di chuyển cũng tương đối tỉnh táo. Anh ta me sang bên phía bụi bên phải và những tình huống rình rập đến từ team Flash khu vực đường giữa đang không gây được khó khăn cho bên phía của Lạc Lạc. Rồi hai người của ICP họ bị bắt lại trang đây, bị bốc ngược lại, đó là đây bị bắn bởi Ellie, đây mất đi phù hiệu tử thần, đây cũng đã phải nằm lại rồi. Chobit đang cố gắng thoát thân, anh ta bị dồn choáng, Ellie tốc biến lên bắn vào người Chobit. Chobit có thể thoát về trong tình huống này. Ba người, bốn người của team Flash đang tấn công vào cái trụ một khu vực đường giữa và họ sẽ có được nó. Flash đánh rất nhanh, rất mạnh và rất toàn diện trong pha thi đấu vừa rồi, thì Ellie không bị ai cản lại. Cú bắn phi tiêu là hoàn toàn đủ sát thương, sau đó là một chuỗi phi tiêu nữa. Ellie thậm chí còn hổ báo tốc tiến lên nhưng anh ta không có thêm được điểm hạ gục nào. Nhưng đó là tiền đề để Flash có được cái trụ đầu tiên ở khu đường giữa. Sau khi có cái trụ đó thì họ tiếp tục lấy cái trụ đường dưới, nhưng đây là pha giao tranh mà Koi có cân luôn. KA sẽ không dám cân trong pha đó khi còn có cả Yena ở khu vực này nữa. Trong khi đó thì Ellie anh ta bắt đầu có được tiếng nói của riêng mình rồi, khi trong tình huống trước đó thì anh ta chơi cực kỳ hổ báo với quân bài này. Đây là cú bắn viễn trình kỹ tốt của Daim và nó đẩy lui Ellie. Nên nhớ hai xạ thủ của Flash đều có chuyển sinh, đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể sai lầm một lần. Ba phi tiêu hoàn toàn có thể kích hoạt bởi Ellie và sau đó anh ta vẫn có thể quay trở lại với giao tranh bằng cái chuyển sinh. Tiếp và Phoenix cũng vậy. Hướng di chuyển các thành viên của team Flash vẫn là lên khu vực đường trên để tạo sức ép lên người của KA và giúp cho Gấu có khả năng đi đường tốt hơn. Nhưng rõ ràng là KA đang cho thấy một cái kèo kỹ năng là tốt hơn rất nhiều so với cả Gấu. Từ nãy đến giờ, lối chơi ở bên phía team Flash đang tập trung khá nhiều bằng việc có những tình huống phòng ngự phản công bất ngờ như cách mà Ellie vừa làm ở ban nãy, thì đó là cơ hội cho team Flash họ vùng lên và có cho mình một tình huống tấn công và lấy được cái trụ khu vực đường giữa. Tiếp tục là khu vực đường trên, KA đang gặp nguy hiểm. KA còn Ellen nuôi trong tình huống này, anh ta bị tấn công vào, anh ta vẫn đang phun hoa, nhưng đó là sự mạnh mẽ đến từ Gấu. Lốc siêu thanh ném ra, KA mất đi cái liềm đoạt mệnh của mình. Lạc Lạc giải quyết được con xe và như vậy là vẫn đang phòng thủ trụ thành công. Không có bất kỳ nội tại dòng hắc ám nào trong người của các thành viên của Flash, nếu không thì KA đã gặp nguy hiểm. Dù sao đi chăng nữa, cái phù hiệu tử thần cũng đã giúp cho KA thoát được trong tình huống vừa rồi. Đây là tình huống ganh tiếp theo và Lạc Lạc đang gặp nguy hiểm, Lạc Lạc phải lui về. Wow, Lạc Lạc anh ta đang bắn ra lôi quang của mình vào người của đối phương, nhưng đây là ba con xe lính đang tràn vào. Lạc Lạc quyết định của anh ta sẽ là phải bỏ cái trụ này thôi. Cho biết anh ta cũng đang hướng đến khu vực đường trên, nhưng cho biết đến hơi muộn. Hai người còn lại của ICP họ ăn cho mình con rồng. Dù sao chăng nữa thì ICP vẫn đang rất chủ động, bởi nếu như mất mục tiêu này họ sẽ lấy lại bằng mục tiêu khác. Và đó là đủ để khiến cho họ có thể có được cho mình một khả năng bớt bị giãn cách về mặt lượng tiền hơn so với đối phương. Đây là cú địa ra và nó trúng vào một người. Và đây là tình huống mà Turtle đang gặp nguy hiểm rất nhiều, anh ta vẫn còn sống. Cho biết cũng đang đến rồi và KA cũng thế. Anh ta tạo ra một dàn chắn, KA đang phun hoa tấn công vào người đối phương. KA muốn cân bốn trong pha này, nhưng đó là sự chủ quan. Anh ta mới là người phải nằm xuống. Cho biết đến cũng hơi muộn một lần nữa, Lạc Lạc thì đến quá muộn. Và như vậy, KA là người duy nhất phải nằm. Chính xác hơn thì KA không còn góc để lùi nữa và anh ta đã bị hạ gục trong tình huống vừa rồi. Gấu đẩy nhanh khu vực đường giữa và sau đó tiến đến khu vực đường trên để gây sức ép. Đồng nghĩa với việc Flash sẽ có được cho mình cái trụ ở khu vực đường dưới một cách rất dễ dàng. Rõ ràng là với việc có cho mình hai vị xạ thủ tay dài đang khiến cho những tình huống phòng ngự đến từ bên phía của IGP trong trụ là tương đối khó khăn. Một đội hình nặng về khả năng cấu rỉa, thậm chí là cũng không dám dướn lên để phòng thủ, bởi lẽ tình huống đấm móc và một tình huống băng vào bão phi tiêu đến từ HT của Daily sẽ dồn sát thương rất triệt để. Một lối chơi tương đối thực dụng nhưng lại rất hiệu quả của team Flash thời điểm này, khi liên tục là combo Xuân Bách, Ellie cũng như là người còn lại đó là ADC với quân bài Phoenix liên tục tập trung vào mục tiêu lớn. Họ không chủ động giao trách quá nhiều, nhưng hướng di chuyển của họ đang là tập trung vào những mục tiêu lớn để khiến cho những vị tướng càn lướt như KA với quân bài Florentino khó khăn, họ không thể nào tiếp cận được vào hai vị xạ thủ trên. Và đang là tình huống mà bên phía của team Flash tập trung rất đông người lên khu vực đường trên. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là cú địa giam của Proe nó mang tính chất cảm giác nhiều hơn. Nó không giống như cái cách mà Chobit sử dụng. Nếu như đánh giá thì tôi đang thích cái cách đánh của Chobit hơn. Tinh tế. Nó mang một sự tinh tế và cái thứ hai nữa nó chắc chắn hơn rất nhiều. Còn Proe anh ta sử dụng nó để tấn công và sử dụng, nếu như thành công thì nó lại cực kỳ là đột biến. Gấu sử dụng cho mình cái tứ nguyệt trảm mà anh ta tiếp tục xoay trở lại để dùng tụ nguyệt trảm vào người của Turtle. Nhưng Turtle hiện tại cũng là tương đối khỏe. Anh ta đã mất chiêu cuối rồi và đó là thời điểm mà Flash hoàn toàn có thể đánh lấn lướt. Đồng nghĩa với việc Turtle sẽ phải mất khoảng 30 giây đánh hỏa hoãn. Và đó là đủ để khiến cho Flash có thể ăn cho mình mục tiêu lớn chẳng. Ăn Caesar đến từ ADC, tốc độ ăn là rất nhanh. Có cho mình một tình huống một mình cân Caesar đến từ ADC, anh ta có đầy đủ bùa trên người.
ăn Seiza là điều tất lẽ dĩ ngẫu và anh ta có cho mình con tàu tuần Seiza. Trong khi đó khu vực đường dưới này thì đây còn cú điện giang được đặt ra một lần nữa thì nó không trúng ai cả. Dù vậy thì con tàu tuần Seiza cũng là phần thưởng dành cho team Flash rồi. Và trước đó thì hai thành viên là Eli và Poi đã câu giờ cực kỳ tốt ở khu vực đường trên này để bảo vệ cho ADC. Anh ta có thể ăn được con tàu thần một cách thoải mái nhất. Ở thời điểm hiện tại thì Flash vẫn đang nhỉnh hơn so với đối phương về cả mặt thế trận cũng như là về chất tướng đánh xạ. Họ vẫn đang có khả năng cấu xỉa rất tốt với những con bài xạ thủ, cùng với đó là một Flash cấu xỉa cũng ổn không kém. Proi thì khá là lực nhưng Proi đang bị bắt lại trong tình huống này. Cú xoay đến từ cho biết Proi đã phải tốc biến. Proi tốc biến qua bên kia bờ tường, và trước đó là tình huống mà cho biết cùng với người đồng đội của mình cũng đã băng lên tương đối cao, đó là KA. KA phun hoa trúng người cho biết nhưng cho biết cũng tẩu thoát. À không, KA phun hoa trúng người của Proi nhưng Proi tẩu thoát cũng là cực kỳ nhanh. Bách thương sâu, một tình huống bắn rất rát đến từ Ellie. Rõ ràng là sát thương của Ellie hiện tại đang là cực kỳ lớn bên phía của team Flat. Bách đấm cũng đã rất đau rồi, mặc dù không có được lượng tiền quá nhiều nhưng nên nhớ trang bị của Bách là full sát thương và với chỉ triệu bùng nổ và cái mặt nạ ma quái thôi thì anh ta hoàn toàn có thể khiến cho đối phương bị sốc sát thương rất mạnh mẽ, bởi anh ta sử dụng cho mình phù hiệu thần quang, một phù hiệu gây sát thương rất mạnh mẽ ở trong cú đấm đầu tiên của Xuân Bách. Hai AT đã có cho mình đó là 75% tốc đánh rồi, và như vậy là anh ta sẽ ném ra đến 7 cái phi tiêu trong chuỗi phi tiêu của mình rồi. Và anh ta đang có được cấp độ 2 của hai AT và rõ ràng là anh ta cũng sẽ có được lượng sát thương chuẩn nó cực kỳ đáng sợ ở trong chiều cuối bão phi tiêu của mình. Vấn đề là bên phía của đội hình ICT Gaming là một đội hình rất nặng về cản lướt, nhưng có thể họ sẽ gặp nguy hiểm một tình huống bốc và khiến cho KA phải tốc biến. Wow, KA đã thoát đi trong tình huống này. Con rồng được thả khu vực đường trên, nó đang nhả vào cái trụ bậc thềm, di chuyển sang khu vực đường giữa là bốn thành viên của Flash. Họ lấy được cái trụ 2 ở khu vực đường giữa, tiếp tục tràn vào trụ bậc thềm khu vực đường giữa này. KA đang cố gắng phòng ngự nhưng lựa chọn của anh ta là phải lui lại mà thôi, và sẽ có hai đường dành cho bên phía của team Flash sớm thôi. Không, một đường thôi nhưng đường còn lại cũng đang rất dễ để có thể lấy. Và với thế trận như thế này thì Chobit đang phải đẩy lẻ. Chobit không còn thể đứng vai trò của một người trợ thủ đơn thuần nữa. Anh ta sẽ phải đóng vai trò của người chơi khó chịu. Và anh ta quyết định lao thẳng vào nhà chính của đối phương. Không, anh ta cản càng lâu càng tốt thế trận của đối phương. Và anh ta đang cò quay. Được bao lâu? Cũng được tư tưởng, cũng được 30 giây. Đến vị trí của Chobit không phải là quá nhiều. Dưới này solo kill đánh nhau ở đây. Tơ tố anh ta đang yếu máu và anh ta lên bảng đếm số. Lạc lạc có cho mình lôi điểu, lấy được mạng của gấu. Như vậy đó là tình huống 1-1, nhưng trước đó thì Chobit cũng đã nằm lại rồi. Như vậy đang là lợi người dành cho bên phía của team Flash. KA phun hoa vào người của ADC, đang tấn công với ADC. ADC đột qua bên kia bờ tường, quay trở lại bắn vào KA. Anh ta bắn cả vào lạc lạc nữa, vẫn đang lấy ADC, cố gắng lấy đi cái mạng của lạc lạc trong tình này. ADC đang chơi quá ghê với vị tướng này, anh ta vẫn đang còn sống và thoát thủ được một pha xử lý điên rồ của ADC. Trong khi đó cũng đứng giữa thì Flash đang đánh bao cánh sau Ellie và có đó là một pha quét sạch đến từ Flash và chiến thắng dành cho Flash. Trong lúc là chúng ta còn đang mải mê theo dõi tình huống solo cân hai đẳng cấp của ADC thì cuối cùng team Flash đã đục sâu vào trong nhà và tình huống cuối cùng của một vài thành viên, và sau đó là cả trận thi đấu. Và vừa rồi là thông số trận thi đấu giữa ICP Gaming và team Flash ở ván đấu thứ hai, đó một trận thi đấu hủy diệt khi ADC không phải nằm xuống mà lại cùng đóng cả. Và có một trục trặc nhỏ khiến cho trang sự kiện 1210 ban nãy đã khó truy cập. Ban tổ chức hiện tại vẫn đang mở gift code 3 cho các bạn đã biết để vào nhập. Nếu các bạn chưa nhập thì hoàn